lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Lâm Thế Vinh và Lê Anh Huy cùng sinh năm 1995 và trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị về hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo. Trước đó, hai đối tượng này đã sử dụng công nghệ để đánh cắp tài khoản mạng xã hội Facebook của nhiều người rồi thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bạn bè, người thân nạn nhân. Trong thời gian ngắn, hai đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt 58 triệu đồng của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.